Xin chào tất cả mọi người, mình là Mobile Việt và hôm nay mình tiếp tục chơi con ma lốc Ma Vương Quẩn Ngục. Đây là một tướng sắp ra mắt trên quân Mobile Việt Nam, là một con tướng trông rất đẹp và rất hầm hố. Và trận đời mình sẽ đi cùng với Paella, hai vị tướng sắp ra mắt ở Liên Quân Mobile Việt Nam. Thì mình cũng chưa chắc chắn là con nào sẽ ra trong hai con này. Một trong hai em sẽ ra. Cái này do nhà phát hành Việt Nam phát hiện quyết định thôi. Ở bên Đài Loan thì Paella ra trước, còn Ma Lốc ra sau. Thì ở Việt Nam sẽ có một số thay đổi hoặc là vẫn giữ nguyên. Rồi pha làm choáng rất đẹp của Paella. Rồi team bạn có Omega làm choáng rất tốt, nhưng mà bên mình có Paella hỗ trợ và làm choáng rất tốt. Rồi không tới Omega. Pha thoát chết của hai thanh niên Omega và Tôn Ngộ Không. Một thanh niên chết rồi, bạo kích đam trắng nhưng mà chưa đủ máu, còn một máu nữa thôi là chết Tôn Ngộ Không. Rồi ra hỗ trợ, ra hỗ trợ dừng team mình bị chết rồi. Rồi mình không có tốc độ chạy đuổi kịp rồi, lại chém hụt rồi. Nên cái giày thì may ra đuổi kịp từ pha đấy. Ma Lốc là một tướng đấu sĩ với chiêu sát thương là sát thương chuẩn. Sau khi xoay trúng chiêu 1 trúng tướng địch thì các đòn đánh từ đòn đánh thường và chiêu 1 sẽ gây sát thương chuẩn và hồi máu cho Ma Lốc. Rồi một pha canh của team bạn. Rồi chừng team bạn chết rồi và mình hứng khá nhiều sát thương. Rồi Paella ơi, Paella về đi. Rồi Paella bị ăn bạo kích và chết rồi. Rồi pha ulti không chuẩn xác, team bạn đã chạy rồi. Đồng đội mình đang lao xuống hỗ trợ rất tốt. Một mạng, hai mạng, chết rồi. Cái con Ma Lốc này nó đang dùng kỹ năng thì nó bị làm choáng, thì nó sẽ bị không xoay kỹ năng nha các bạn. Một điều anh em nên chú ý. Chiêu 2 của nó là cái chiêu làm chậm và bút giáp cho bản thân. Theo cái đơn vị chúng phải chúng phải chiêu 2. Nghĩa là càng nhiều đơn vị chúng phải thì chiêu 2 bút càng nhiều giáp. Paella một tướng bút máu rất là sướng, anh em nhìn thấy khả năng hồi máu rất là cao. Và tỷ số hiện tại đang khá cân bằng, 4 đều. Rồi Paella thì mình bị bắt rồi. Ôi lỗi cảm ứng rồi. Không chuyển động là. Thôi xong rồi. Xong mình rồi. Xong rồi, không thể chạy được. Quá nhiều là choáng các bạn ạ. Một pha chết rất ngáo ngơ. Ôi cái phần mềm quay phim này thỉnh thoảng nó bị lỗi và nó bật cái bảng lên đồ lên. Và không tắt đi được. Mà mình phải thoát ra ngoài thì mới hết cái nỗi này. Chết một mạng rất là đáng tiếc. Bảo vệ cái trụ này, chém trúng Omega rồi. Một khóa chết rồi. Bị làm choáng rất là đau. Một pha trời sập chuẩn xác, chết Omega rồi. Người chơi team bạn tiếp tục tàng hình. Thì hiện tại mình có làm thêm cái trò Mobile Legends. Và sắp thời gian tới thì mình sẽ dự định là tải Vương Giả Vinh Diệu về và chơi thử. Thì anh em nào ủng hộ mình làm trò nào thì comment ở bên dưới. Nhưng mà chủ yếu thì vẫn làm Liên Quân Mobile thôi, không đủ sát thương. Rồi team bạn trận này rất là may và rất đen cho mình.
mấy pha team bạn chết hụt rồi, còn một tí máu. Con Malok này thì nấu lên đồ của nó lên tăng nha anh em. Nấu lên đồ của nó khá giống vị trướng tăng như là Zephyr này hay là Omega. Tuy không phải tướng đỡ đòn nhưng mà cách lên đồ là giống tướng đỡ đòn. Rồi một pha chém gió rất chuẩn xác. Theo mình nghĩ đây là một con tướng có bộ kỹ năng rất là hoàn hảo, khả năng gây sát thương rất là tốt và hồi máu. Nhưng mà gặp sát thủ Lagoruru là một tướng dồn đam rất là kinh khủng, mình phải rút lui ra có đồng đội bảo vệ rồi, không thể solo được khi mình còn rất ít máu. Lagoruru nó đánh chia một, nó đánh theo phần trăm máu các bạn ạ. Nó gây sát thương phép bằng 10% máu mỗi khi nó khắc dấu chúng. Bó tay. Full tin ra ngoài và nhảy vào trong kìa. Và một pha chém gió chuẩn xác. Tiếp tục pha chém gió tiếp. Rồi. Không được mang nào cả. Thì hiện tại cái phiên bản test này hết hạn đăng ký rồi. Và anh em nào muốn chơi thì phải đợi đến đợt sau. Đợt sau thì thường mở là giữa tháng 3. Hiện tại bên server test này thì mình cũng đã full 200 bạn rồi. Anh em Việt Nam rất là đông đảo. Ngũ không team bạn có vẻ rất là fit. Rồi mình bị kéo chúng rồi. Một pha trời sập. Rất hay, team bạn gần chết hết rồi. Gần chết hết rồi. Lại có ngũ không ra hỗ trợ kìa. Rồi bay là rất hổ báo và đã chết rồi. Đồng thời một pha chém của mình đã chết hai tướng địch. Rồi đó là một pha 2 cân 4, 2 cân 5, rất hổ báo. Thôi, trời sập chạy rồi, rút lui an toàn. Lối đánh con này khá là lạ, không giống các tướng của Nintendo Mobile. Sát thương của nó đa phần sử dụng chiêu 1 và nó vừa đánh theo kiểu vừa chạy vừa xoay chiêu. Cái chiêu 1 xoay này khá giống cái con Darius ở Liên Minh Huyền Thoại. Sau khi xoay trúng tướng địch thì nó sẽ được hồi máu 6% máu trên một đơn vị tướng địch. Rồi cũng không tin bạn feeder rồi. Trận này có tôi tin bạn là có gánh nặng tôi cũng không. Rồi không chính xác. Rồi Pella thì mình ulti nhưng bị phá mất rồi. Và mình đang ngoài 1-3. Hai thanh niên Pella và Malok là hai thanh niên rất hổ báo. Rồi sau khi có thỏ ra hỗ trợ thì đã diêu cho thứ hai vị tướng tin địch rồi, ba tướng tin địch rồi. Rồi mình đen rồi, bị kéo vào trong trụ rồi, xác định là làm xuống rồi, quá là hổ báo. Ý định là lao vào trụ để giết cái con béo nhưng mà nó lại kéo mình vào trụ, chưa kịp trời sập thì đã chết rồi, quá đen.
À thì mình chưa chơi trò vương giả binh diệu, thì theo ý kiến anh em thì trò này có hay không? Anh em comment bên dưới để mình biết nhá. À vì chưa chơi lần nào. À thôi trận này đang áp đảo rất là nhiều rồi. Team mình thì đã chắc chắn là thắng rồi. AD thì mình rất là xanh, Ngộ Không cũng rất là xanh. Thôi end game thôi. End game kết thúc trận đấu này. Và video của mình cũng đến đây là hết. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại cho các bạn trong những video tiếp theo. Và nhớ là đăng ký kênh ủng hộ mình, comment và xem quảng cáo ủng hộ. Cảm ơn em.